Đắp tổng này đạp nhẹ hơn mà sướng hơn rất là nhiều luôn. Đắp thì vừa nhau hết. Đạp tổng này đỡ mỏi chân mà đạp sướng vất luôn. Vừa hết em ạ. Vừa chuẩn rồi, anh bán nhiều lắm rồi. Con này ăn đê, nhưng mà lắp con này tổng to của thằng 110S thì lắp vào lòng nó to hơn, đạp sướng hơn. Còn tất cả vừa hết. Con này bao tiền? 7,5 em ơi, hàng Mobit. Con hàng không? Hàng kia thì không còn. Hàng kia rẻ anh hết rồi. Chỉ còn mỗi Mobit thôi. Nhưng mà em lắp cho bác tổng to này, đạp nó không bị cứng chân côn mà đạp nhẹ phắc luôn. Ngọt số, đạp không đợi mỏi chân côn. Lắp tổng Mobit xịn này thì nó mềm hơn mà tổng to. Còn tổng kia tổng bé hết rồi. Xe nhà thì nó tổng to mà lắp hơn, chạy sướng hơn. 750. Chính xác là Mobit xịn luôn. Em thấy đỗ từ chiều à? Ừ. Từ chiều à? Xong cái này sửa tí mà xong rồi mà lâu thế. Mua hàng Mobit hay mua hàng nào đây? Mobit 750. Tâm 100% em yên tâm, xe nhà em chạy, em đảm bảo tí. Anh đâu vác bảo bác đạp côn xuống cái đất luôn. Không, không còn tiền đâu. Thì có mấy chục nghìn à? Chuyển khoản. Em bảo em chuyển cho chúng ấy, bây anh bảo anh không chuyển lại em. Chuyển khoản em. Đây em banh cho anh ơi. Em sẽ banh đây cho anh này. Nếu mà xe nhà em nắp con này vào chấm hết luôn. Anh nha, anh lắp nha, tí anh đặt thử nha. Anh đạp thử bác là căng nét luôn anh nhá. Đạp sướng cực luôn. Đạp sướng, không chạy con. Không, em tưởng bác chạy xe này. Em sắm với bác lắp gương đây. À rồi, rồi rồi, đúng rồi. Đôi gương này đúng không? À rồi. Bảo sao thấy bác đố từ chiều mà không hiểu sao nhìn mặt thân quen. Đúng rồi, lắp con Hilo 500 đấy gì. Rồi. Bảo sao thấy đứng tin chiều ở sang tổng côn nhưng mà sửa lâu thế. Nó đã đợi thợ nhà lên. Vâng. Lắp tổng này vào căng nét luôn, tổng to, sướng. Hồi sáng mới lắp bằng cương Hino lên. Đúng rồi, Hino Auto 500, Auto 4. Vâng. Rồi sáng em nhớ thôi. Bảo sao em thấy chiều anh đỗ suốt kia thấy lâu thế. Đây, xe anh thì đang học trên đường các bạn nhé. Hyundai này các bạn này, HD này. Đấy. Anh em cứ căn cái vị trí tòa nhà Ateco ủng hộ mình nhá. Đấy, còn qua nhà đất ngồi quên bật cái đèn biển lên. Đấy, anh em vào đúng khu vực nhà đất ủng hộ mình nhá các bạn nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn.